Phương châm trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNPC là lấy khách hàng làm trung tâm, coi khách hàng là sự tồn tại của doanh nghiệp mình. Do vậy, trong năm 2022 này, EVNPC đã đề ra các chương trình mục tiêu lớn hướng tới phục vụ tốt nhất đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Trong nhiều năm qua, nhờ cơ chế chính sách thu hút đầu tư thuận lợi, nhiều địa phương miền Bắc đã và đang trở thành điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng nâng lên đã khiến nhu cầu sử dụng điện luôn tăng cao. Chính vì vậy mà EVN NPC là đơn vị có tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong năm tổng phân phối của EVN và cũng là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất, gần 82 tỷ kWh vào năm 2021. Với phương châm, điện đi trước một bước, và khách hàng là trung tâm, EVN NPC đã không ngừng nỗ lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho hơn 11 triệu khách hàng tại 27 tỉnh thành phố ở miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra năm 2022 này, EVNPC tiếp tục chủ động, đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, cung cấp thêm nhiều dịch vụ điện tiện ích trên nền tảng số, tạo thuận lợi tối đa trong giao dịch, giúp tiết giảm thời gian, chi phí cho khách hàng sử dụng điện. Tiếp tục là đơn vị tiên phong của tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện hiệu quả các chương trình về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải.